các bạn một trong những biện pháp hỗ trợ điều trị bệnh đau đầu gối, đó là biện pháp nén lạnh. Sử dụng cái biện pháp này lên các khớp gối đang bị đau là một trong những cách tốt nhất và dễ dàng nhất để giảm đau vào xương đó các bạn. Khi mà cái lạnh mà để lên cái khớp gối đó thì nó sẽ làm co các mạch máu, làm giảm lượng lưu máu đến các khu vực bị ảnh hưởng và sẽ làm giảm các cơn đau. Thì cách làm này rất là dễ, chúng ta cần tới là một cái khăn và những cục đá lạnh. Thì khăn thì mình cần khăn mỏng thôi, và mình để những cục đá lạnh này lên trên cái khăn chẳng hạn, và chúng ta xếp lại thôi. Và như vậy thì chúng ta lấy cái nén lạnh này để lên ngay chỗ cái vùng mà bị đau đau các bạn, giống như là đau đầu gối vậy chẳng hạn, thì để như là vậy khoảng chừng 10 cho tới 20 phút. Làm như vậy trong một ngày khoảng chừng 2 cho tới 3 lần và làm cho tới khi nào cơn đau nó hết thôi. Thì nếu mà các bạn nào ở nước ngoài á, mà có những cái túi đậu Hà Lan đông lạnh mà mình hay mua ở trong những siêu thị á, thì mình cũng có thể sử dụng những cái túi đậu Hà Lan đông lạnh đó cũng được nữa. Thì mình sử dụng những túi đậu Hà Lan đó, mình cứ để lên trên những cái khớp đau thì nó cũng tương tự như những viên đá lạnh này thôi. Thì các bạn có thể là sử dụng luân phiên, sử dụng vừa nóng xong rồi lạnh cho các cơn đau giống như bị mãn tính đó các bạn. Chỉ có thế thôi, rất là dễ dàng và dễ kiếm ở trong mọi nhà, mọi nơi. Chúc các bạn làm được thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình video kế tiếp. Bye bye!